Nếu mà mới ra trường thì các bạn nên tìm những công ty nó đã thật sự là mình nên cố tránh những công ty đó, trừ khi các bạn có quá là nhiều. Cách đây một vài tuần đó thì anh có gặp một bạn và bạn hỏi là khi mà em làm tay chẳng hạn thì em nên vào những công ty như thế nào, những công ty nó đã chuẩn rồi hay là những công ty mới. Câu hỏi đó thật ra khá là hợp lý với anh, tại vì nếu mà mọi người làm data, đặc biệt là những bạn mới, thì mình sẽ phải biết là có nhiều, rất là nhiều công ty ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong quá khứ, nhưng mà ở thời điểm hiện tại vẫn còn, đó là cái hệ thống data nó chưa có sẵn sàng, và cái kỳ vọng của business vào data đôi khi rất là cao, nhưng mà hệ thống lại chưa có sẵn, dẫn tới câu chuyện là các bạn vào nhưng mà không có hệ thống, không có công cụ để mà các bạn sử dụng, và tất cả các bạn có chỉ một cái laptop và một cái desktop thì nó sẽ rất là khó khăn khi mà các bạn đưa những cái thuật toán hay là những cái giải pháp của bạn vào trong một cái hệ thống. Chưa kể là data nhiều khi nó lưu trữ ở những cái nơi khác nhau, rồi bạn cũng không hiểu được IT nó đang vận hành như thế nào, rồi thì những cái gợi ý, những cái recommend hay là những cái kết quả mà các bạn đưa vào thì sắp ra nó rất là khó để mà nó đi lâu dài. Chưa kể là những cái liên quan tới data thì nó sẽ yêu cầu một cái quy trình sẵn có, hoặc là các bạn phải tự tạo ra những cái quy trình. Thì nếu mà các bạn không có một cái đội ngũ đi kèm, các bạn không có một cái cơ sở kiến trúc và nền tảng đi kèm thì nó sẽ rất là khó cho các bạn, đặc biệt là các bạn chuyên ngành. Thì anh nghĩ là đối với cái đó, thật ra nó câu trả lời của anh cho bạn là hỏi là ok vậy thì nên làm công ty như thế nào, thì anh nghĩ là nếu mà mới ra trường thì các bạn nên tìm những công ty nó đã well defined, nó đã chuẩn về mặt hệ thống, về mặt data và có một cái đội ngũ đi kèm, thì các bạn vô là các bạn giống như là một cái mảnh ghép hình, các bạn chỉ cần vô các bạn ghép thẳng vô cái mảnh đó thôi, người ta đã biết trước được là cái vai trò của bạn là như thế nào rồi, và khi mà các bạn vào thì các bạn cũng có cơ hội để các bạn quan sát được, các bạn biết được ở đâu là những cái cần cho cái team data nó hoạt động hoàn chỉnh. Còn nếu mà các bạn lỡ mà rơi vào một công ty mà nó chưa có sẵn sàng mặt con người lẫn nền tảng thì anh nghĩ là thật sự là mình nên cố tránh những công ty đó, trừ khi các bạn có quá là nhiều kinh nghiệm, các bạn giữ một cái vai trò mà các bạn có thể tư vấn để mà xây dựng cái nền tảng thì ok, lúc đó thì nó là tùy sở thích của bạn, là các bạn muốn xây dựng một cái mới từ đầu hay là các bạn thích những công ty hoàn chỉnh hơn. Thank you.